Đã là những ngày cuối thu, nhưng trên những con phố luôn tấp nập người xe, rất khó để nắm bắt, cảm nhận được sắc thu. Chỉ ở nơi những con ngõ nhỏ, với sự tĩnh lặng tương đối, cảm giác về mùa thu với nét đẹp trầm buồn mới thực sự trở nên rõ ràng. Mùa thu năm nay, đứa cháu 4 tuổi của bà Đỗ Thị Mai ở khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội chuyển từ lớp nhà trẻ sang lớp mẫu giáo. Vì lý do này, quãng đường đưa đón cháu của bà Mai cũng trở nên dài hơn so với trước đây. Nhưng điều đó cũng chẳng hề gì, bởi trên đường, hai bà cháu luôn có rất nhiều chuyện để rủ rỉ, giải dích với nhau. Không phải sợ con ạ, đi với bà. Đúng rồi. Con đỏ, con hồng. Không may mắc phải nhiều căn bệnh mãn tính nguy hiểm như huyết áp, tim mạch, tiểu đường, lại thêm một lần gãy chân nên việc đi lại của bà Mai gặp đôi chút khó khăn. Như hiểu được điều đó, mỗi khi về đến cầu thang, đoạn đường khó khăn nhất đối với bà Mai, bé Bảo Uyên đều vượt lên trước để dắt bà. Không được tham lam. Người ta thường nói, những người lớn tuổi và trẻ nhỏ có nhiều điểm tương đồng. Nghe thì có vẻ mâu thuẫn, nhưng nhìn cách bà Mai và cháu chơi đùa với nhau, có thể khẳng định rằng nhận xét trên không phải hoàn toàn vô lý. Còn giấy nữa, thiếu đi chơi này, là la la, được đi chơi. Chim luôn. Ồ, đúng rồi, có cả con chim luôn. Bản thân bà Mai cũng cho rằng, việc trò chuyện, chơi đùa với những đứa cháu luôn mang lại cho bà rất nhiều niềm vui trong cuộc sống. Các cháu cũng rất là quý bà. Cuộc sống thì mình phải có cái là mình là người già thì có thể nó hơi khó tính. Thế nhưng mà các cháu của nó thì nó trẻ con. Thế đâm ra mình cứ vẫn có những cái là chiều theo được các cháu, thế đâm nó cũng vui vẻ trong gia đình. Nhiều người vẫn nghĩ tình cảm hàng xóm láng giềng thường chỉ có ở những vùng quê. Suy nghĩ đó không phải là không có lý. Ở đô thị, với những mối quan hệ xã hội chồng chéo chằng chịt, cộng thêm nhịp sống hối hả bận rộn luôn khiến cho người ta dễ rơi vào cảm giác mệt mỏi. Vì thế, nhiều khi về đến nhà chỉ muốn đóng cửa nghỉ ngơi. Tình cảm hàng xóm láng giềng cũng theo đó mà dần trở nên mờ nhạt. Thế nhưng, khi đã ở vào cái tuổi mà gối đã trùng, chân đã mỏi, sự ràng buộc với xã hội ngày càng ít đi theo thời gian. Lúc ấy, người ta chợt nhận ra những người thường chạy qua chạy lại, khi thì xem ké TV, khi thì xin trái ớt miếng chanh, nhánh tỏi, củ hành, sao mà quan trọng đến thế. Cùng sống ở khu tập thể Thanh Xuân Bắc, lại trạc tuổi nhau nên bà Mai và bà Đinh Thị Lan thân thiết với nhau cũng chẳng có gì là lạ. Không chỉ gắn bó với nhau trên sân tập mà ngay cả ở nhà, khi những người con, người cháu đã hòa mình vào dòng chảy tấp nập của xã hội, những người cao tuổi như bà Mai, bà Lan lại tìm đến với nhau. Dĩ nhiên, ở một khu tập thể đông đúc, quy tụ rất nhiều gia đình, nhiều hoàn cảnh sống khác nhau, luôn có đa dạng các vấn đề thời sự xảy ra hàng ngày để có thể trao đổi, bàn luận. Và qua những câu chuyện như thế, bà Mai và bà Lan lại cùng tìm thấy được rất nhiều điều. Trong cuộc sống mà nhất với những người lớn tuổi thì cái sự giao lưu là rất cần thiết, chứ không thể ngồi nhà mà cứ ngồi xem tivi suốt ngày hoặc là ngồi mà lo lắng rồi buồn phiền, mà mình phải có cái sự giao lưu. Mỗi một lần gặp nhau như thế thì cảm thấy rất thoải mái, tại vì có thể là mình dốc hết được cả những cái bầu tâm sự của mình. Nhất là những người rất thân thì mình có thể trong gia đình, thật sự không thể nói là trong một gia đình mà không có chuyện nọ chuyện kia. Thế nhưng mà mình có người để mình dốc bầu tâm sự và có cái người chia sẻ và người ta khuyên mình thì nói chung rất là tốt. Học hỏi qua thực tế, người thật, việc thật để trao đổi với nhau rất là chân tình, cởi mở và giúp cho cái tình cảm mỗi người nó gắn bó, nó gần gũi nhau hơn, chân tình hơn. Đấy. Và cái thực tế ấy nó làm cho người ta là vui vẻ lên, phấn chấn lên thì nó đẩy lùi bệnh tật. Dĩ nhiên, với những người cao tuổi, chuyện về tình hình cũng như những bí quyết để giữ gìn sức khỏe luôn là chủ đề được quan tâm nhất. Mỗi
ngày một cốc sữa, cơ thể cần canxi, chất bột hơn 2 lạng. Phòng tránh bệnh béo phì, chất đạm ngày 3 lạng, cả đậu cá, thịt tôm. Ngày ăn 4-5 bữa, 5 lạng rau quả tươi. Cùng với việc trao đổi những kiến thức để giữ gìn và nâng cao sức khỏe, đôi khi cao hứng, bà Mai và bà Lan lại còn cùng những người bạn của mình hướng dẫn nhau thử nghiệm những phương pháp luyện tập mới mà họ vừa học hỏi được. Tất nhiên, không phải phương pháp nào cũng có thể được áp dụng để luyện tập lâu dài. Trong quá trình thử nghiệm, mỗi người sẽ tự để ý, lắng nghe cơ thể xem phương pháp luyện tập đó có phù hợp với mình hay không. Với những người mắc chứng đái tháo đường như bà Mai, việc duy trì một chế độ sinh hoạt điều độ luôn là một yêu cầu bắt buộc. Trong đó, thuốc thang, ăn uống và luyện tập được ví như chiếc kiềng ba chân để giúp những người như bà Mai chống chọi với bệnh tật và duy trì thể trạng khỏe mạnh. 7 năm kể từ ngày biết mình mắc đái tháo đường, cũng là chừng ấy năm bà Mai thực hiện thói quen dậy sớm hơn các thành viên khác trong gia đình. Đơn giản bởi vì bà hiểu rằng khi đã mắc bệnh mà vẫn muốn sống vui, sống khỏe, sống có ích thì không có cách nào khác là phải dành nhiều thời gian để chăm sóc bản thân hơn so với những người bình thường. Đã 7 năm sống chung với bệnh đái tháo đường nên những thao tác như kiểm tra đường huyết hay tiêm insulin bà Mai đều thực hiện hết sức nhuần nhuyễn, thành thục. Tuy nhiên, việc tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân chỉ là một phần trong những công việc hàng ngày của bà Mai. Dù đau ốm, bệnh tật, nhưng bà Mai vẫn luôn chăm lo cho gia đình mình nhiều nhất trong khả năng có thể. Tôi có duy nhất một cô con gái, thế và cậu con rể thì ở trong bộ đội thì cũng ít về. Thế thì cô con gái có 2 cháu, đâm ra là nói thật ra là việc nhà cũng vất, tại vì như thế là con gái tôi làm bên bưu điện thì làm ca làm kíp. Đấy, thế thì ở nhà thì thôi mình gọi là ốm đau thì ốm đau, nhưng mà những việc gì mà có thể làm được giúp con, giúp cháu thì coi như là tôi vẫn là làm để cho cháu yên tâm công tác. Hàng ngày, ngoài việc đưa đón cháu, bà Mai còn xung phong đảm nhiệm việc chợ búa, lo toan nhu cầu thực phẩm cho cả gia đình. Là một tiểu thương ở chợ Thanh Xuân Bắc, luôn phải vất vả buôn bán từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối. Chế độ ăn uống cũng chẳng mấy khi được sung túc đủ đầy. Nên chị Đỗ Thị Đông khá bất ngờ khi biết mình bị mắc đái tháo đường. Dù vậy, cũng giống như những bệnh nhân đái tháo đường khác, chị Đông hiểu rằng chẳng có cách nào khác là phải thích nghi và sống chung với bệnh tật. Có điều, do công việc buôn bán chiếm mất quá nhiều thời gian, nên chị Đông ít có điều kiện để thăm khám và lắng nghe sự tư vấn từ các bác sĩ. Hiểu được hoàn cảnh của chị Đông, buổi chợ nào, bà Mai cũng ghé qua cửa hàng của chị để thăm hỏi, đồng thời truyền đạt những kinh nghiệm, những kiến thức mà mình đã tiếp thu được với mục đích giúp chị Đông có thể sống chung với bệnh tật một cách khỏe mạnh. Cùng hoàn cảnh, chỉ khác nhau ở chỗ người mắc trước, người mắc sau. Người đã có nhiều kinh nghiệm sống chung với bệnh, người mới chập chững tìm hiểu, câu chuyện giữa bà Mai và chị Đông luôn diễn ra trong không khí hết sức cởi mở, chân tình. Cứ dùng nửa viên tiếp tục như thế, và một tuần thì đến cô sẽ thử lại cho cháu nhé. Thế mới về ăn uống như cô dặn đấy, thể dục thì hàng ngày là cháu đi gì? Đi gì? Đi bộ. Rồi. Mỗi năm nửa tiếng. Rồi. Luyện tập này, ăn uống này, nó phải như cái kiềng ba chân ấy, nhá. Phải đều nhau, nhớ như thế nhá. Sau cuộc gặp gỡ, trò chuyện với chị Đông, buổi chợ của bà Mai mới thực sự bắt đầu. Chiều thứ sáu, khu tập thể Thanh Xuân Bắc bao giờ cũng sôi động hơn bình thường. Đó là cảm nhận chung của những người cao tuổi đang sống ở đây. Đơn giản bởi vì, theo thông lệ, đây là thời gian họ tạm gác lại những công việc, những mối lo của cá nhân, của gia đình để cùng nhóm họp trong một buổi sinh hoạt chung dưới hình thức câu lạc bộ. Khác với những mô hình câu lạc bộ khác, việc sinh hoạt câu lạc bộ của những người cao tuổi phường Thanh Xuân Bắc chỉ có sự cố định tương đối về thời gian cũng như số thành viên, còn về hình thức sinh hoạt sẽ linh động theo từng tuần.
có thể là cùng nhau đi bộ như hiện tại, cũng có thể là tổ chức khiêu vũ, tập dưỡng sinh, tập múa quạt, múa cờ. Theo đó, địa điểm tổ chức sinh hoạt cũng có sự điều chỉnh thích hợp. Ở câu lạc bộ, do tuổi tác đều đã cao nên không chỉ có bà Mai mà không ít thì nhiều, mỗi người đều gặp phải một hoặc một vài vấn đề về sức khỏe. Và những buổi sinh hoạt như thế này luôn có ý nghĩa quan trọng giúp các thành viên trong câu lạc bộ đẩy lùi bệnh tật. Chúng tôi thì cảm thấy đến đây là một mái nhà chung, rất là vui. Thế vì tuổi già thì có gì nữa đâu, thì chỉ lời ca tiếng hát hay nụ cười. Và một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, nên chúng tôi rất là duy trì về vấn đề tập tành, về dưỡng sinh, về văn hóa, văn thể. Ngọt bùi đắng cay thì chúng tôi đều có nhau cả. Cho nên là sớm tối có nhau, tối đèn tắt lửa có nhau. Cho nên là mọi bệnh tật nó cũng sẽ tiêu tan đi, nó cũng sợ, nó chạy mất thì đỡ đi một chút. Hôm nay, nhân dịp sinh nhật một thành viên trong nhóm, nên thời gian sinh hoạt cũng dài hơn thường lệ đôi chút. Hình thức sinh hoạt tất nhiên cũng có sự đa dạng hơn. Ngoài hoạt động đi bộ, còn có màn karaoke với sự tham gia của tất cả các thành viên. Bên ngoài căn phòng, nơi bà Mai cùng những thành viên câu lạc bộ người cao tuổi phường Thanh Xuân Bắc đang cất cao tiếng hát, sắc thu cũng như đang phụ họa với lời ca, lắng đọng và đẹp đến nao lòng.